Đây đây mình sẽ làm điều khiển 16 led đơn chuyển làm 10 hưởng. Đây. Đây là lấy con vít 16857. Đây led đơn. Đỏ đi, lấy điện trở để hàn dòng. Tắt âm, nhấn. Đây ta sẽ gắn reset nút reset này cho con bít. Nút trả hành dòng. Anh chở hàng dòng đây là 220 ohm. Đây ta dùng bọc C và bọc D. Trên đây ta nói chung với lại nối đất hết. Coi như ta đã thiết kế xong phần cứng và ta qua là qua phần mềm. Mình sẽ lưu lại. Led đơn. Đây là một phần cơ bản của chương trình. Ở đây ta sẽ viết chương trình chính.
taxi gặp các bọt. Đây bọt xe nó ra. Bọt đây cũng nó ra. Này ta sẽ cho cái tin này hiểu mày led chớp tắt đi ha, output c à, không x ff là sáng bi này cũng sáng luôn. Và delay lại 300 mili đi. Xong bây giờ ta cho đèn tắt. Đó là không. Không biết không không, ta biết không cũng được. Ở đây ta cũng delay lại luôn 300 mili. Chương trình chạy đúng để nạp code vào chương trình. Hết đơn, hết đơn để nhắn thức ăn là 20 m. Chép tắt một hiệu ứng và hiệu ứng thứ hai là 8 lớp này sáng thì 8 lớp kia tắt. Đây ta sửa lại xíu, này sáng và này tắt. Mình đảo ngược lại. Tôi để lại kia chớp chớp ban đầu đi chẳng đẹp không ít bếp rồi. Đây là ta viết tiếp ha. Cho cái này là một hàm con, ta là một, viết một phần trình của hàm con luôn. Voi nhấp nháy chớp tắt đi hay không chớp tắt chết
ta viết con về trước chương trình chính để cho nó nhận. Đây, tiếp theo ta sẽ viết chương trình con cho sáng sáng hai bên bên trong sáng ra đi, hai cái bên trong sáng không sáng ra sáng ra sáng ra dần, đây là sáng dần ra. Sẽ on wood 1C 0x80 0x80 là 1C đây. Ta sẽ sáng từ trong ra là ngay chỗ này. Chân C là cái bit cao nhất, bit cao nhất là ta lấy là số 8 là bit cao nhất. Nhưng mà ở trong sáng ra cái bit của cái bọc B là bit thấp nhất. Nên đây ta sẽ ghi thấp từ thấp nhất luôn là 10 0x10. Rồi này ta sẽ cho vào một cái vòng lặp for và khai báo một biến đi. Cho biến này bằng 1, y này là bé hơn 8, y cộng cộng tại là ta có lắm bit, ta dịch từng bit từng bit từng bit, ban đầu bit ở trong là bit không, ta dịch qua tới cái bit thứ bảy là 8 bit, nên là ta phải dịch từ từ 1 tới 8 là 7 bit đó, à 8 bit. Mình dịch tới cái bit ngoài cùng. Ngay chỗ này ta delay lại một xíu. Để cho nó đứng ngay cái trạng thái cho ta nhìn đường không nhanh quá nó không thấy được trạng thái. Đây ta sẽ ghi. Đây. Giờ này ta sẽ dịch qua phải, này ta sẽ dịch qua trái. Em cứ dịch từng bit thôi. Ví dụ cái bọc C này, cái này 8 8 là bit lớn nha. 8 bit lớn, dịch qua bên phải. Bit lớn, lớn bên này dịch qua bên phải, dịch qua bit số 7. Nó sẽ dịch qua số 7, dịch từng bit từng bit từng bit từng bit là dịch ra ngoài. Bên đây dịch qua bên trái thì nó dịch đang bit thấp, nó dịch qua bên thấp bên đây, nó dịch qua trái là nó dịch qua bit cao lên. Nó sẽ đi ra ngoài luôn. Nên ta dịch đó, ta 7 bit cộng. Nên ta delay lại. Đây nó là sáng dần ra, à biến y chứ, có y mà. Không một chứ, không một, không một,
Đúng rồi, cái bit này là bit thấp nên là phải ghi là 01 chứ không phải 1010. Đấy. Dịch ra. Cái hiệu ứng chép tắt này là cái hiệu ứng chép tắt nãy ta ghi chung á, không ta tắt cái hiệu ứng chép tắt này đi. Sáng dần ra, người ta cho sáng sáng từ ngoài sáng vô nha, ở ngoài vô thì ta chỉ cần đảo là thôi. Trong một tháng không hướng thứ tư. Đây tôi quay lại cái cho đúng cái tên là sáng ra ha. Rồi, ta sang hiệu ứng thứ năm. Coi cho hiệu sáng dịch đi. Ta cho chạy một cái vòng vòng for đây, cái báo một biến n đi, ta cho n bằng 0, n bé hơn hoặc bằng 16, không còn đây. Đây ta sẽ khai báo một miếng y là 16 x, ta mới vào ta cho y bằng 0 x 8000 16 bit mà chia dịch qua trên là khai báo biến, khai báo đây số 8, số 8 8000 là bit, từ bit cao bên đây ra dịch qua n lần dịch nhận nhận qua. Đây ta phải dịch qua 8
nên dịch qua trái là mày, cái bọt này ta chỉ có 8 bit thôi mà cái này khai báo là tới 10, 16 bit lận. Đây là nó chỉ hiển thị cho được 8 bit đầu, còn 8 bit sau là cái biến y này ta phải dời nó qua 8 rồi, vậy 8 bit thì bắt đầu nó mới hiển thị cái đuôi của cái con này ra cho bên cái. Sáng dịch sáng dịch này hiểu không? Chỗ này là dịch qua, cái này là 8 bit đầu là sẽ hiển thị ra ngay chỗ cái con 8 bit này, còn xuống dưới đây á, là 2 bit sau này nó phải đẩy qua 8 đơn vị ra, 2 bit này nó bắt đầu hiển thị qua đây. Này chắc các bạn biết á, ta sẽ view chương trình rồi sau đó mình sẽ thử. Đó. Đó, này là sáng dịch xong là năm hiệu ứng. Sẽ viết thêm cái chương trình qua hiệu thứ sáu nha. Thứ sáu là sáng tắt led đi, sáng tắt dần, sáng tắt dần. Này ta sẽ cho nó chạy vô cái vòng lập for khai báo cái biến. A đi. Và cho biến A bằng 16. A lớn hơn hoặc bằng 0. A trừ trừ. Cái biến y này mình xài tới nhiều nên mình chắc mình khai báo lên cái biến toàn cục trên đây luôn. Xa lại khai báo toàn cục lần nghe cho nó dễ, gặp nhiều biến quá dễ bị lộn. Nào ta cho nó sáng hết nè, tương tự cái trên thôi. Cho nó chạy một cái vòng lập for nữa. Đây. Miếng A này sẽ bằng 0. A này bé hơn bằng 16. A cộng cộng. Tương tự cái trên
chỉ có chạy ngược lại thôi. Vòng 16 cha cái này. Ăn sai cái bí nga này nó lớn hơn không là có dấu âm, đây ta nên khai báo bí nga là bí có dấu sai. Đây A xong rồi dịch N. Sáng tắt dần.
em mình cứ dịch qua từng bit thôi, dịch qua trái sáng dần, cái này dịch qua trái, phải dịch dần, dịch giảm dần sáng dần, thì cái này là mình tăng dần lên thì mình là đảo ngược lại thôi. Hiệu ứng thứ mấy rồi nha, sáng dịch 1, dần ra dần vô là 2, 3, 4, 5, 6, 6 phải. Giờ nó làm cái hiệu ứng thứ 7 nha. Hiệu ứng thứ 7 là ta dùng là sáng dồn đi, sáng dồn là bao gồm sáng sáng dần và sáng dịch. Đây sẽ viết cái sáng dồn rồi, sáng dồn khai báo biết n trên đây luôn đi. Cho n bằng 16, n lớn hơn bằng 0, n trừ trừ cho một cái vòng một for, rồi báo thêm biến m đây, m bằng cùng bằng 16, m lớn hơn bằng 16 trừ cho n cũng phải m trừ trừ tí mình sẽ giải thích cái for dưới cho bạn xong, thì mình viết xong một lần khi nãy mình khai báo rồi, mình nhờ chữ xa thôi, 0x8000 qua m là ta n, n với lại 0 x f n này output c i output d i i 8 bit hồi nãy mình nó đó rồi. Để ta đi lay lại hai trăm mấy lây dây đi,
tạo thời gian lên. Nhưng mình sẽ giải thích này khá nhiều. Cái sáng giòn này là gồm sáng sáng dịch với sáng dần đây, sáng dần, sáng dịch đây, sáng dần. Thế nếu mà các bạn không có trừ m n này ra, trừ cái số này ra, là nó sẽ sáng dần qua đây, đây. Nó sẽ chớp 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 qua tới đây, xong cái thứ hai nó sẽ chớp 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 chớp, nhưng nó chớp tới con led cuối cùng này luôn, xong nó mới nhảy qua đây. Cái này nó tương tự, nó chớp hết led rồi nó sáng qua đây, chớp hết led nó sáng qua đây. Cái này nó không phải là sáng dồn nữa, sáng dồn là tới đây nó sẽ dừng, xong tiếp theo là tới cái con thứ bên dần, nhớ không phải nó qua bên đây nó mới dừng bên đây, nên là mình phải trừ thêm một cái n này ra. Cho cái này là cái bit cao số 1 sáng ngoài bên đây, xong mình dịch qua, dịch qua m, bắt đầu ta dịch dịch cái biến này trong trước nhé, dịch sáng hết và em với lại cái dịch tất cả là sáng, mà dịch nó tắt hết này, đến dịch dần sáng dần, cái này sáng dần nè, này sáng dịch dịch, còn này sáng dần nè, ở đây mình end lại, mình cho đưa ra. Thôi là mấy cái nè, sáng dịch 1 dần ra vô 2 3 4 5 6 7 như 8 cái rồi, 8 và 9 hiệu ứng ta. Em xem lại xíu. Đếm lại có bao nhiêu hiệu ứng này, sáng dịch là một cái nè, sáng dần ra là chậm sáng ra, rồi mình tính sáng vào nữa là ba cái, chớp tắt 4 cái, chớp tắt chéo nhau 4 cái sáng 4 cái tắt, 4 cái là 5 cái, 5 cái sáng tắt dần, sáng tắt dần là 6 cái, nhưng mà sáng tắt dần coi như mình tắt làm 2 cái đi, mình tắt làm cái sáng dần với tắt dần đi, thì mình chỉ có cái trên cái dưới thôi, là thành 1 2 3 4 5 6 7 là 7 cái, 7 hiệu ứng, sáng dồn là 8 hiệu ứng. Sáng dịch là 1 hiệu ứng, dần ra dần vào là 3 hiệu ứng, chớp tắt và chớp tắt thường, chớp tắt chế nhau là 5 hiệu ứng, sáng dần tắt dần là 2 hiệu ứng nữa là 7 hiệu ứng, sáng dồn 1 hiệu ứng nữa là 8 hiệu ứng, 2 hiệu ứng nữa.
Nhớ thêm làm nghĩ ra được một cái hưởng là chớp tắt mà đang xen nhau á, sáng tắt sáng tắt sáng tắt sáng tắt sáng tắt á, người ta ghi là chớp tắt chớp tắt đan xen. Chớp tắt đan xen ta đọc một là ông bút xe ông ít sáng tắt sáng tắt sáng tắt đây, sáng này là chân số 0 số 1 sáng 1 ông 1 một bình yếu mà cũng bình sáng tắt một một thấp sáng tắt sáng tắt sáng tắt sáng tắt cao sáng sáng này là sáng với sáng 10 là a không ít a là đang xen sáng tắt 8 bit đầu tiên đó, 8 bit thứ hai 1 d sáng đang xen lại lại xíu 300 giây đây ta đảo lại lắm tắt sáng tắt sáng tắt sáng tức là nãy 8 với 2 là 10 giờ 4 với 1 là 5 5 5 5 5 đi lại luôn đây chưa tập đang xem xen nhau là chín hiệu ứng rồi một hiệu ứng nữa em suy nghĩ một xíu bí hiệu nhớ chắc mình chế thôi.